Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có những đạo hữu cũng mới vào đạo, cũng chưa tìm hiểu nhiều, cho nên có những cái thắc mắc về việc cúng dường Tam Bảo. Để Yến đến với câu hỏi của một bạn. Thưa cô, em mới xem một video cô nói về Tam Bảo là ruộng phước điền của thế gian. Thưa cô, tại sao cúng dường vào Tam Bảo lại được nhiều phúc báo, công đức của Tam Bảo lớn như thế nào ạ? Kính thưa các quý đạo hữu, trong câu lạc bộ Quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa thường tổ chức các việc làm trong Tam Bảo là xớt bát cúng dường, phục vụ các khóa tu, rồi làm rất là nhiều việc, rồi ấn tống kinh sách, rồi cúng dường Tam Bảo để xây chùa, rồi cúng dường Tam Bảo để hộ độ cho chư tăng rất là nhiều mặt. Ở đây mình phải hiểu cái từ cúng dường đã. Cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng. Thế thì cúng dường Phật Bảo thì sao lại nói là cung cấp và nuôi dưỡng cho Đức Phật? Thế Đức Phật nhập diệt rồi, còn đâu nữa mà cung cấp và nuôi dưỡng cho Đức Phật? Đấy, nhưng mà cứ cúng dường Tam Bảo, trong đó có Tam Bảo thì là có Phật Bảo. Thế giờ Đức Phật nhập diệt rồi thì làm sao gọi là cung cấp và nuôi dưỡng Đức Phật? Thế thì hiểu một cách đơn giản là chúng ta có thể là cúng dường để tô tượng Phật, để cho mọi người đến lễ lại. Thế nhưng đó nó chưa phải là cúng dường chân thật vào Phật Bảo đâu. Đấy, các quý đạo hữu, về Phật Bảo là giác ngộ. Ví dụ Yến là người nghe thì Yến cũng có thể hỏi là Phật Bảo là giác ngộ cơ mà. Thế tượng bằng đồng, bằng gỗ, bằng xi măng có phải là giác ngộ đâu mà lại gọi đấy là Phật Bảo? Đấy chỉ là tượng Phật thôi. Thì tôi là tôi cúng dường vào Tam Bảo, tức là phải có Phật Bảo cơ thì mới có công đức. Chứ tượng Phật thì có phải là người đã giác ngộ đâu, chỉ là gỗ đá thôi, thì làm sao mà gọi là Phật Bảo? Thì kính thưa các quý đạo hữu, chỗ này chúng ta cũng phải hiểu sâu một chút. Chúng ta hướng tâm tới Phật, chúng ta cúng dường dù là chỉ để tô tượng thôi, thì cái tâm mà hướng về giác ngộ sẽ làm cho Phật Bảo ở trong chúng ta, làm cho chúng ta hướng tới tính giác ngộ của mình. Tức là chúng ta hướng tâm tới Phật. Tại sao chúng ta mới hướng tâm tới Phật? Vì là chúng ta thấy Phật là bậc giác ngộ cao quý quá, chúng ta muốn được như Phật. Thế cho nên nó gọi là chúng ta làm tăng trưởng cái tính giác của mình lên. Đấy, tuy rằng mỗi chúng ta đều có tính giác ngộ, nhưng vì là vô minh che lấp, tham dục che lấp rồi, thế bây giờ chúng ta làm tăng trưởng cái tính giác ngộ, tức là làm cho nó lộ ra, cái kia nó giảm đi. Đấy, thế cho nên chúng ta gọi là khai ngộ, tức là khai, tức là mở ra. Đấy, khai mở ra cái tính giác ngộ của mình, tức là chúng ta hướng tới sự giác ngộ. Tuy rằng là chúng ta chỉ lễ Phật một lễ, hoặc chúng ta chỉ cúng dường vào để mà tô tượng Phật thôi, làm tượng Phật thôi, thì cái tâm ai mới có thể mong muốn mà cúng dường tượng Phật? Là cái tâm người ta hướng về Phật. Đấy, và cảm quý kính cái Đức Phật đã thành đạo, và cũng mong muốn rằng mọi người cung kính Đức Phật đã thành đạo, cho nên mới tô tượng Phật. Cho nên gọi là cúng dường để tô tượng Phật, cũng như là gieo một cái duyên cho mình hướng tâm tới sự giác ngộ của mình, và cung kính cái sự giác ngộ của các Đức Phật, và cũng quay trở về cái tính giác ngộ của mình. Đấy, thế thì gọi là cúng dường, cung cấp, nuôi dưỡng về sự duy trì của Đức Phật ở thế gian, và nuôi dưỡng cái tính giác ngộ của mình, làm nó khai mở ra. Thế còn cung cấp, nuôi dưỡng pháp bảo thì sao? Chúng ta vào chùa, chúng ta cúng dường vào chùa để chúng ta ấn tống những kinh sách của Phật, hoặc
là bây giờ kinh sách của Phật thì cũng có bằng giấy, rồi còn trên các dạng nữa, video, rồi những lời đọc radio, tức là sử dụng truyền thông. Thì cúng dường này vào chùa để mà sắm sửa các thiết bị truyền thông để cho kinh của Phật được lan truyền ra, cũng đấy cũng là cúng dường để nuôi dưỡng, duy trì pháp bảo. Và phần nữa là chúng ta cúng dường vào để cho những người đến chùa nghe được lời Phật dạy, tức là mọi người đến đây ăn để nghe lời Phật dạy, thì lời Phật dạy sẽ được truyền tải từ kinh sách sang chính con người, thì cũng là cung cấp nuôi dưỡng pháp bảo. Thế còn cung cấp nuôi dưỡng tăng bảo là chúng ta cung cấp cho các vị sư để các vị có tứ sự đầy đủ, thực hành lời Phật dạy, rồi mang lời Phật dạy giảng cho chúng ta, sách tấn cho chúng ta, để cho chúng ta được thực hành. Thì đó gọi là cúng dường tam bảo. Các quý đạo hữu ạ, tại sao lại nói là cúng dường tam bảo lại được nhiều phúc báo? Vì mình cung cấp nuôi dưỡng cái tính giác ngộ của mình, và mình cung cấp nuôi dưỡng khởi duyên cho những người đến chùa mà lễ tượng Phật một lễ, tức là cũng cho người ta hướng tâm vào đến cái giác ngộ, thì cái phước báo phải lớn. Và chúng ta cung cấp nuôi dưỡng khiến cho pháp bảo, tức là những lời Phật dạy được rộng khắp đến mọi người, thì cái phước báo nó lớn, là bởi vì pháp của Đức Phật dạy con người bỏ ác làm lành. Đấy, cho nên những lời mà dạy cho chúng ta bỏ ác làm lành là rất quý, làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho thế gian, mang lại hạnh phúc cho thế gian. Cho nên cái sự cung cấp nuôi dưỡng này rất là quý báu, cho nên được cái công đức phước báo nhiều. Vì người ta nghe được lời Phật dạy, người ta làm các việc thiện, người ta bỏ các việc ác, cho nên làm cho thế gian lại được hạnh phúc và an vui. Cho nên đó gọi là cung cấp nuôi dưỡng những lời dạy lành thiện sẽ khiến được nhiều phúc báo. Vì cái phúc báo đó làm cho thế gian này được hạnh phúc. Thì cúng dường tăng bảo tại sao lại được nhiều phúc báo? Là bởi chính chư Tăng là người duy trì được Phật Pháp, duy trì được lời Phật dạy, và làm cho chúng sinh tin rằng giáo Pháp của Phật là đưa đến hạnh phúc an vui. Cho nên cúng dường nuôi dưỡng các vị tăng chân thật tu hành mang đến phước báo lớn. Ta cung cấp nuôi dưỡng cho những người luôn làm thiện cho thế gian thì đương nhiên cái đấy phúc nó phải lớn nhé. Thế cho nên Phật bảo là quý, pháp bảo là quý, tăng bảo là quý, cho nên chúng ta cung cấp nuôi dưỡng tam bảo thì phúc sẽ lớn nhé, các quý đạo hữu nhé. Bạn hỏi tiếp là công đức của tam bảo lớn như thế nào? Thì ở trong cái video thế nào là quy y tam bảo, tại sao phải lương tựa tam bảo, thì Yến cũng đã nói một phần rồi, các bạn có thể tìm vào đó để xem. Thế còn công đức của tam bảo lớn là bởi vì tam bảo còn ở thế gian thì khiến cho chúng sinh biết quay trở về cái tự tính giác ngộ, quay trở về cái tính thiện và bỏ đi cái tính ác, làm cho thế gian được hạnh phúc, an vui. Cho nên nói là công đức của tam bảo rất lớn, khiến cho thế gian này được an vui, hạnh phúc, làm cho thế gian này bớt khổ đau, và làm cho chúng sinh bớt khổ, làm cho chúng sinh hết khổ, chính là từ công đức của tam bảo. Chúc các bạn tinh tấn học pháp chỉ giới để bớt khổ được an vui.